là không để thiếu hàng chỉ là một yếu tố. Cái yếu tố này sẽ làm mất chúng ta khoảng chừng 5-7% sản lượng trong tuần. Ngoài ra, salesman không phải chỉ có đi bán hàng, đi lại chào hàng để cái hàng mua, mà phải có nhiệm vụ trưng bày. Tại sao phải trưng bày? Khi một khách hàng người ta bước vô cửa hàng, người ta không đi lục lọi vô cửa hàng có bán cái gì đâu, mà người ta thấy cái gì trước sẽ gợi ý cho người ta mua. Đó. Nó mang tính chất là gọi rằng là tốt mai, tức là thấy lên đầu họ đi. Đó. Cho nên ta cần phải có chương trình trưng bày để cho giới thiệu sản phẩm. Ở đây chúng ta có hàng này nè. Chứ còn nếu chúng ta bán cho khách hàng outlet, outlet bỏ kho cất, không trưng bày ra ngoài, chắc lẽ là sản lượng nó mất đi rất nhiều. Trong đâu? Đó. Cho nên ta cần xem em của nhà khối đi tới đó. Ngoài vấn đề bán để không bị out stock là khách hàng, còn phải làm điều cái gì là trưng bày lên để cho thu hút thêm cái lượng khách hàng có thể mua, tăng thêm cho ta được khoảng 5% nữa. Đó. Tăng 5%. Đó. Ngay chúng ta đi vào một cái siêu thị, nếu chúng ta đi học được cách gọi là trưng bày, thì sản phẩm chúng ta đưa vào siêu thị mà chúng ta để sản phẩm trưng bày sản phẩm ngay tầm mắt chúng ta, và để sản phẩm bên trời á, hoặc để dưới đáy á, thì ngay tầm mắt chúng ta tăng doanh số lên 20%. Chúng ta sẵn sàng tới đó, người ta dần thấy ngay là tốt. Chứ ta không cung cung gì mỗi lưng, người ta không dồn thấp ở nơi gì đâu. Bây giờ hàng hóa bây giờ nhiều mà đâu có phải là khan hiếm đâu. Cho nên là đã trưng bày thì phải bắt mắt.